Bên em có chuẩn bị một mini game thì nếu ai là người ăn nhiều nhất trong một phút thì sẽ là người chiến thắng. Trừ bạn đứng bên trái ra, còn bạn nào chiến đấu chơi rất coi thế cử xác Hùng Anh, người có năng lực nhất trong cái vấn đề này. Nãy quất cho bánh hamburger rồi. Rồi không sao, chuyện nhỏ. Rơi kìa kìa. Rất thích đầu tư vào KOC, KOL. Nhưng mà cứ toàn lên truyền hình phát sóng cái xong là doanh thu tăng gấp đôi gấp ba, thế là cho các xác ra rìa luôn lập tức. Em có cái gì để cam kết là em không thế không? Xét về mặt thị trường thì công ty mình có thể tăng trưởng được hay không trong vòng 3 đến 5 năm tới, như là mình đang đứng ở đâu trong thị trường? Trong vòng 5 năm á, em sẽ đạt được con số là 500 tỷ. Thì sẽ là công ty số 1 ở Đông Nam Á về lĩnh vực micro mobility. Hiện tại thì em chưa có đối thủ nào ạ. Mà nếu mà mình kêu gọi vốn không thành công và doanh thu không có đạt được thì em sẽ tính như thế nào? 6 tháng trời bọn em loay hoay đi tìm các mối chỉ để đủ tiền nuôi anh em, chỉ để tiền để giữ cái giấc mơ này còn sống. Nó không phải là bí quyết đến mức mà người ta không bắt chước được mình. Mình không nắm giữ những cái sự độc đáo đến mức mà chỉ có mình có. Và em chưa ra sản phẩm, em chưa thương mại hóa, chưa được cấp phép này. Không thể bỏ tiền để xây dựng ước mơ cho em được. Tôi như là đem lên gió đông như bạn để đánh được cái trận hỏa công này.